Bãi biển khỏa thân nổi tiếng nguy cơ bị đóng cửa vì nạn quấy rối, sàm sỡ. Một trong những bãi biển khỏa thân cuối cùng còn sót lại của bang Victoria ở Australia có thể bị đóng cửa sau những hành vi bất hợp pháp và không phù hợp của một số du khách gây ảnh hưởng tới người dân địa phương. Bãi biển Saniyano ở khu vực bán đảo Mornington thuộc bang Victoria, Australia vốn vô cùng nổi tiếng với những người ưa tự do. Thoải mái khi ban quản lý bãi biển này cho phép du khách được tự ý lựa chọn trang phục kể cả không mặc gì từ năm 1986 tới nay. Tuy nhiên, Sonny No từ lâu đã vướng phải nhiều lùm xùm, tranh cãi và hứng chịu những đánh giá không tốt trên Google trong nhiều năm trở lại đây. Nếu là nữ giới và đi du lịch một mình, tôi thành thật khuyên các bạn không nên tới đây. Bãi biển này đẹp nhưng có rất nhiều người đàn ông đáng sợ. Một số tỏ vẻ không tiếp xúc với bạn nhưng ở dưới mặt nước, không thể biết trước được điều gì. Tôi đã cảm thấy không hề thoải mái nên phải lên bờ và mặc quần áo ngay lập tức, đánh giá của một nữ du khách trên Google gần đây tôi đã bị sàm sở khi đang nằm nghỉ trên bờ biển. Là một bãi biển khỏa thân nhưng San No dường như chỉ tập trung những gã đàn ông xấu xa, một du khách khác viết. Mornington Peninsula một cơ quan thuộc chính phủ Australia, đã quyết định đưa vấn đề này vào cuộc họp hội đồng để thảo luận về việc đề trình cấm du khách khỏa thân tại bãi biển này. Tuy nhiên, một nhóm hành động cộng đồng có tên kiếp San Jai đã ra sức phản đối những tham vấn của Mornington Peninsula khi cho rằng bãi biển San No là một nguồn tài nguyên công cộng. Đây không phải bãi biển của những người chủ sở hữu bất động sản quan đây. Bất chấp thực trạng đáng báo động về nạn quấy rối, sàm sở trên các bãi biển khỏa thân, nhiều người vẫn tỏ ra khá thờ ơ về vấn đề này. Tại bang Victoria hiện nay chỉ có 3 bãi biển cho phép khỏa thân là Sunny Jaino trên bán đảo Mornington, bãi biển poi Impossible ở Torquay và bãi biển sau sai đường Point Addis. Đồ ăn theo News. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.